Em Cường có bác Nhật cho có bác chị nhé. Nay ngày 21 tháng à ngày 30 tháng 7 2024 nhé. Có bác chị mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0909 479 154 nhé. Nhắn tin gọi điện à, kết bạn Zalo để em gửi hình tham khảo cũng được nhé. Rồi, đây rồi, đây là gắn khoan gắn chip này. Bác chị cần gắn khoan gắn chip thì báo em nhé. Đây, gắn khoan gắn chip nhé. Đó, loại thay đầu. Đầu đầu gập kim nhé. Đây, gắn khoan gắn chip nhé. Số có các số khác nhau nhé. Bác chị cần số nào thì báo em. Khoan gắn chip. Còn đây này. Cán hợp kim này. Cán hợp kim nhé. Cán này là cán móc hợp kim nhé. 16 20 20 20 16. Cán móc nẹp chống rung nhé. Cán này 1 triệu tư cán nhé, 1 triệu tư một cán. Cán 40 nha, 350. Còn cán này là cán 20 à, cán 25 dài 350 à, T10 à, dài 300 nhé, cán này dài 300. T11 25 nhé, cán 25 dài 300, 650. Cán này 32. Cán 32 dài 301. Chip T16. Cán này là 800 ngàn. Cán này 25. Cán 25 dài chip CM9. Con này là 800 ngàn. Cán này đẹp chống rung. Cán 20. Còn 3 cán duy nhất thôi nhé. Đẹp chống rung này giờ còn ít lắm. Hôm bữa gần 20 cán. 20 cán giờ bán gần hết rồi. Còn có 3 cán này. Cán này 600 ngàn một cán nhé. Còn cái này là cái này 20 dài 300 250 nhé. Cái này cũng vậy, cái 20 dài 250, cán C09 không có chống rung nhé. Cái này thì là 450. Đó, cán Nhật. Ngoài ra em còn cán Trung Quốc nhé. Cán Trung Quốc thì có các size, cần loại nào thì báo em. Đây, em giới thiệu đến nha. Một số loại chip nhé. D15. Con này thì là 14 ngàn một viên. 4 ngàn một viên chạy thép. C12. C12 này thì cũng là 14 ngàn một viên luôn. Đó. Cán Trung Quốc có đầy đủ nha. Cán 20, cán 25 đều có nha. Cán 20 chấm 4, cán 25 chấm 6 nha. Cán chạy ngoài. VK08. 14 ngàn một viên. Cán này có đầy đủ luôn nhé. 20 và 25. Còn này là chip cắt nhé. Cắt Pali. Con này là 19 ngàn một viên nhé. Con này chuyên chạy thép và inox. Hàng lướt đẹp nhé. Có cán luôn nhé. Cán 20 thì là 106. Cán 25 108 nhé. Con này là VK08 này. Chuyên chạy có xăm phích này. Chuyên chạy thép và chạy gang này. Chạy cả gang nhé. Đó. Con này là 15 ngàn một viên. Nhưng con này là 15 ngàn một viên nhé. V16 này. Đây là V16 một mặt nhé. Con này là 10.000 một viên. V16. Còn các loại chip khác nhau. Này chip cắt nhé. Chip cắt 2 ly. Đó. 2 ly. 2 ly con này là 14.000 một viên. Là một viên nhé. Đây là chip C09 này, C09 là nhiều, 9 ngàn một viên C09. Đây là V11 một mặt 6 ngàn một viên. Đây là D15 nhé. D15 con này chạy thép và inox. Con này 14 ngàn một viên nha các bạn chị. 14 ngàn một viên. Con này cũng là D11, D15. D15. D15 con này là 14 ngàn một viên. Con này là chip T16 nhé. T16, T16 này là cũng 14 ngàn một viên, chạy thép. Số lượng vài ngàn con. Này là chip VKF. VK08. Con này cũng là 14 ngàn một viên nhé. 14 ngàn một viên. Đó.
hàng rất đẹp nhé. Con này là C12 nhé. C12 con này chuyên chạy thép và chạy gang nhé. Chạy thép và chạy gang. 14.000 một viên. Ngoài ra em còn van me này. Van me này. Van me. Còn mấy con NATO này, NATO cơ này, này là 250 này, kẹp 200 này. Con này em đang xả nhé, tại vì em cần trả lại mặt bằng nên em xả lại. Con này là 4.500.000. Con này má 225 kẹp 108 là 4 triệu đang xả. Còn hai con thủy lực trong má 200. Ừ. Bác Trịnh cần đấy tô thì em đang xả, thường thường con này em đang bán là 5.500.000. Con này em đang lấy vào lợi. Đây, BT Joa này, 40, 50 đều có nhé. Có cần lời nào thì báo em nhé. Em chào các bác anh chị nhé. Hẹn gặp các bác anh chị lúc sau nhé.